Thưa quý vị, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao 5.000 xuất quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2021. Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp đi thăm và trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp. Mỗi xuất quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng một suất. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn nhằm động viên người lao động vượt khó và yên tâm sản xuất. Khi mà em nhận được món quà này rất là vui, thì được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, đó là quan tâm đến đời sống của nhân viên trong cái thời gian dịch Covid này. Tuy là món quà không lớn nhưng mà cũng là động viên tinh thần khích lệ cho tất cả chị em công nhân viên để tiếp tục làm công việc tốt hơn. Công nhân tụi em thì rất là vui mừng bởi vì có sự quan tâm lớn của các cấp công đoàn cấp trên, và thì đây là niềm động viên để cho bọn em có cái tâm để mà làm việc trong công ty. Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, ngoài các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân thuộc diện F1, F0, đơn vị còn trao quà hỗ trợ cho công nhân tại các tổ công nhân tự quản, tổng cộng hơn 5.000 suất quà với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn vận động các chủ doanh nghiệp tự trích kinh phí của doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp mình. Sự hỗ trợ này, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự động viên, chia sẻ của Liên đoàn Lao động thành phố đối với người lao động và lan tỏa đi cái tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ của tổ chức công đoàn để mong người lao động sớm vượt qua những khó khăn để cùng với thành phố, cùng với các cấp, các ngành chung tay khắc phục được cái hậu quả, cái tác động rất là lớn của dịch bệnh COVID-19. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cùng với việc trao quà với chức năng của mình, Ban Quản lý sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp. Đây chính là giải pháp quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Nhận được sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ban Quản lý cũng đã tăng cường các giải pháp đồng hành cùng với doanh nghiệp. Trước hết là chúng tôi triển khai các cái văn bản của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban thành phố đến từng doanh nghiệp. Thứ hai nữa, tăng cường kiểm tra giám sát các cái tổ COVID cộng đồng trong doanh nghiệp, để thường xuyên nâng cao nhận thức, đôn đốc, nhắc nhở, giám sát công nhân chấp hành đầy đủ tất cả các cái quy định trong công tác phòng chống dịch. Trong khuôn khổ thực hiện tháng công nhân năm 2021, Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như yêu cầu mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu có ít nhất một sáng kiến đã được triển khai áp dụng có hiệu quả, tổ chức phiên chợ công nhân tại 3 khu công nghiệp, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tư vấn điều trị, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên lao động, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, hiến máu tình nguyện, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi thành phố, hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.